Ok, điên thiệt các mọi người. Xin chào mọi người, Jamie xin giới thiệu, mình tên là Bill. Ok, ngày hôm nay là một cái video rất là extra special cho mọi người nha. Lý do là tại vì hôm nay là Bill sẽ quay một cái mukbang cho mọi người xem. Không biết sao tự nhiên Bill bất thình có một cái cảm hứng để quay một cái video cho mọi người. Hôm nay là Bill sẽ thưởng thức một dĩa đồ ăn rất là đặc biệt. Bill nghĩ là một số bạn nhìn vô sẽ thấy rất là mắc ói đúng không? Tại vì toàn là rau cải không à. Thì cho những bạn mà không biết á, Bill rất là thích ăn rau cải. Nên that's why da Bill mới đẹp như vậy nha mọi người. Trong những món rau cải mà Bill thích ăn nhất á, là chính là món này. Thì tiếng Anh mình gọi nó là bell peppers hay là capsicum. Còn tiếng Việt mình gọi là ớt. Mà cái trái này tiếng Việt gọi là trái gì vậy? Cái trái mà con ăn bây giờ đó. Ớt chuông. Oh, bell peppers. Agree. Là trên dĩa của mình á là có đủ loại ớt chuông ha, từ màu đỏ tới màu xanh tới màu vàng. Thì màu vàng là cái trái Bill thích ăn nhất. Thì kèm theo cái món ngày hôm nay á là hummus. Mà cái này là dạng hummus cay. Hummus nó là làm từ những cái hạt chickpeas, là đậu con gà con hả mọi người. Cho những bạn mà muốn mập vú bự hơn á thì mọi người nên ăn cái này nha. Tại vì cái này nó có nhiều chất estrogen lắm. Với là kèm theo món này nữa đó là ranch. Cái này là cái nước chấm Bill thích ăn lắm. Đó là black pepper parmesan, là nó có phô mai ở trong đây nữa. Hôm nay là Bill sẽ uống một chai Martinelli's. Nhiều rồi mà nhưng mà món con đang quay phim tự nhiên xong nó bực cái. Ok. Mom lại nữa. Martinelli's là nước táo nha mọi người, mà nó là nước táo lên men nên cái vị nó rất là ngon. Nó hơi giống như champagne mà nhưng mà nó không có vị cồn. Nên là cho những bạn mà không có thích uống rượu á thì Bill khuyên mọi người nên uống Martinelli's nha. Yeah. Ngày hôm nay Bill đi chợ về sau khi Bill đi làm xong á, nên là không có đủ thời gian để chill cái chai này. Chill có nghĩa là mình cho nó lạnh á. Thì bây giờ đó là Bill sẽ bắt đầu với là cái ớt chuông đầu tiên, và đó chính là ớt chuông màu đỏ. Ớt chuông màu vàng là ớt chuông Bill thích nhất tại vì nó rất là ngọt. Và nó, đối với Bill nó giống như một cái món tráng miệng luôn á. Nó hơi giống như trái cây luôn á. Nhưng mà nó không phải trái cây nha mọi người. Hay là trước đó là Bill sẽ ăn không có chấm gì hết nha, để cho mọi người xem. Mà mang miếng với con đi. À mọi người nghe chưa, mẹ Bill rất là ghét cái trái này. Mà nhưng mà Bill thì thích. Không phải mẹ nào con ấy nha mọi người. Nên xin mọi người đừng có gọi Bill là Kim Bill nữa. Chọc mọi người thôi. It's so good. Thì bây giờ là kế tiếp là Bill sẽ ăn cái trái màu đỏ này cho mọi người nha. Chắc trái này rất là cay lắm á. Thì lần này là Bill sẽ chấm với là ranch. Holy crap. That's good. Ngon quá mọi người. Bây giờ kế tiếp á là Bill sẽ ăn cái trái màu xanh này. Chắc trái này cay lắm ha. Chọc quá chứ nó không có cay nha mọi người. Mọi người cùng mọi người cùng ly với Bill ha. 1 2 3 vô. Mọi người thấy móng tay Bill đẹp không? Bill tự sơn đó. Với là bàn tay này là màu khác nha mọi người. Bill sẽ cho mọi người xem gần hơn nha. Cái cảm hứng của cái bộ nails ngày hôm nay của Bill á là theo phim The Matrix, là cái phim ma trận đó. Thì trong bộ phim á là có một cái character này, người ta cho hai cái viên thuốc, một cái viên thuốc màu xanh với là một cái viên thuốc màu đỏ. Nên là cái người vai chính phải chọn trong một trong hai hả. Nên là đó là cái cảm hứng của bàn tay của Bill. Thì anyways, lý do vì sao Bill không có múc nó ra cái chén giống cái này á, tại vì có một mình Bill ăn rồi nên là Bill tự chấm vô được. Nước miếng Bill vô cái này không có sao hết, tại vì mẹ Bill sẽ không có ăn đâu. Holy crap.
it's really good. Ăn rất là mình gọi cái chữ là mình gọi cái chữ là rất là mát mẻ trong người á mọi người. Khoái sản. Khái soạn. Mom ơi, cái chữ đó là gì vậy Mom? Sảng khoái. Mom nói lại cho con nghe được không? Sảng khoái. Sảng khoái. Sảng khoái nha mọi người. Giống như Yomos á. Mọi người ơi, bây giờ là mẹ Bill với Bill sẽ cầm một cái ớt chuông để chụp hình cho mọi người xem nha. Nè chị Kim Anh cầm đi. Chị Kim Anh nhắc bà đi. Chị Kim Anh cầm nhanh lên. Ok. Rồi. 1, 2, 3. Một cảm giác rất là ớt chuông. Mom ăn với con không? Rồi. Tao thù cái trái này nhất. Cái trái này rất là tốt cho sức khỏe của mình nha chị Kim Anh. Mà đừng có ăn nhiều thôi nha mọi người. Tốt rồi sao mà ăn nhiều. Tốt phải ăn nhiều chứ. Đúng. Mà nhưng mà Mom, cái dây điện. Tại vì người ta có cái câu tiếng Anh người ta nói là everything in moderation. Có nghĩa là các bạn muốn ăn gì thì cứ việc ăn. Mà nhưng mà làm theo đúng. Theo just only do it enough for yourself. Nha. Cái đó là Bill sẽ dịch ra. Đừng có làm quá lố. Đúng rồi mọi người. Bill không biết nói. Khoái sản là có nghĩa mày thích đẻ. Oh, mọi người nghe chưa? Khoái sản là Bill thích đẻ đó. Bill thích đẻ ra nhiều chuyện lắm mọi người. Speaking about nhiều chuyện, vì sao Bill muốn quay cái mukbang ngày hôm nay á, là chủ yếu là để giải stress. Tại vì ngày hôm nay là một ngày rất là căng thẳng ở chỗ làm của Bill. Nên là Bill muốn lấy nhân dịp này để ăn cho mọi người xem và lẫn run cho mọi người nghe luôn. Ngày hôm nay á, là Bill làm sáng tới chiều. Thì cho những bạn mà không biết á, thì hiện tại là Bill đang làm ở trong văn phòng bác sĩ. Nên là phải tiếp xúc với nhiều bệnh nhân. Vì sao ngày hôm nay Bill nhìn hơi xấu á, là tại vì bẩm sinh xấu rồi. Mà nhưng mà tại vì ngày hôm nay là một ngày rất là căng thẳng ở chỗ làm, thậm chí Bill không có thời gian để rửa mặt nữa. Nên là xin lỗi mọi người nếu mà mặt Bill hơi dầu nha. Thì ngày hôm nay á, Bill thì tất nhiên là trong cái công việc của mình á, là mình phải tiếp xúc với nhiều bệnh nhân. Thì cũng có nhiều người rất là hiền, cũng có nhiều người rất là dữ. Nên là hôm nay là đa số là xấu tính không à. Mọi người đã biết rồi, hiện tại ở nước Mỹ thì Covid nó là vẫn nó là một cái vấn đề đang hiện tại xảy ra và nó cũng rất là lớn nữa, lớn nhất trong thế giới luôn mọi người. Nên là mình có đủ là thành phần người, một số người thì hiểu cái tình trạng của nước Mỹ, còn một số người thì rất là tiếng Anh mình gọi là ignorant to the issues. Ví dụ đi, trong văn phòng của Bill á, để Bill ăn trước đã, thì ví dụ ngày hôm nay đi, đã giải thích cho bệnh nhân á là cũng có một số người có những cái bảo hiểm sức khỏe không có tốt đi, nói chữ như vậy không đúng mọi người, có thể là cái package mình mua đó nó không có đủ benefit, nên là nó sẽ không có giúp trả nhiều cho cái người đó, nên là có nghĩa là cái tiền out of pocket nó sẽ rất là lớn cho cái người bệnh nhân đó. Thì người ta cũng một hai cãi với mình mà mình cũng đã giải thích rồi. Rồi thậm chí ví dụ mấy cái chuyện đó đó là người bệnh nhân là phải là cái người tư vấn với là công ty hay là tư vấn với là bảo hiểm nhà nước hay gì đó, chứ không có phải là cái người làm trong văn phòng. Người làm trong văn phòng là cái người authorized thôi. Nên là tự nhiên lâu lâu người ta bắt kiểu là giống như lâu lâu bệnh nhân bắt mình phải, người ta nói cái câu tiếng Anh là bend over backwards. Thì đúng, Bill biết là trong cái nghề nghiệp của mình đó là một cái service mà mình phải cho khách hàng. Mà nhưng mà có lâu lâu có mấy thứ nó rất là quá lố và có nhiều người không có biết đối xử với người khác một cách hiền lành, nên là nó làm cho Bill rất là tức. Thì Bill á, lý do vì sao Bill muốn rên cho mọi người nghe đó là tại vì một phần là để giảm stress, mà nhưng mà thứ hai nữa đó là kiểu là Bill nghĩ là cũng có nhiều người sẽ hiểu cái tình trạng của Bill. Tại vì Bill cũng biết rằng là có nhiều số bạn hiện tại đang xem video ngày hôm nay cũng đã làm trong nghề nghiệp giao tiếp với là bệnh nhân, khách hàng, vân vân. Nên là mọi người cũng hiểu cho Bill đúng không? Chứ không có phải là kiểu là Bill lên rồi Bill run cho mọi người nghe để mọi người kiểu là thương Bill hay gì hết. Mình cũng là một con người đúng không? Mình cũng có cảm xúc riêng của mình. Thôi bây giờ để bớt nói chuyện để cho mọi người xem Bill ăn ha.
mắc cười lắm mọi người. Hồi nhỏ đó, Bill rất là hên đã được đi học trường ngoại quốc ở Việt Nam mình, nên là đa số những giáo viên là người ngoại quốc, nhất là người bên châu Âu. Nên là có một thứ Bill nhớ tới ngày hôm nay luôn á, là khi mình ăn uống á, nhất là sau khi mình nhai xong đồ ăn á, là mình phải nuốt cho đàng hoàng rồi mình mới được uống. Tại vì nếu mà mình vừa nhai mà vừa uống á, thì tất nhiên á là khi mà nước nó vô họng của mình á, thì nó sẽ đảo ngược vô vào cái ly của mình. Nên là khi mà mình có đồ ăn trong miệng mình mà nó vô lại cái ly của mình, nó nhìn nó rất là mất vệ sinh. Bill nhớ tại vì hồi đó Bill có uống nước táo, với là Bill có ăn một cái peanut butter jelly sandwich. Bill nhớ là lúc đó Bill vừa nhai thì tự nhiên nhìn xuống cái ly á, nó cạn một đống peanut butter ở dưới đây luôn. Nên là nhìn giống như là Bill cho lại cái ly Bill ăn một cái sandwich mới, nhìn nó rất là khuyên mọi người là nhớ nhai xong rồi mới uống nước nha. Rất là lạnh và rất là sảng khoái. Có 24 giờ trong một ngày mà tự nhiên sao mom chọn cái giờ này để lau dọn vậy mố. Mà nhưng mà mom không có đợi một chút mom lau được hả? Không. Bây giờ mom phải lau xong để mom đi tắm, mom đi ngủ chứ. Còn ai đi làm nữa chứ. Mọi người biết không, bây giờ có 6 giờ mấy rồi. Được hả? Quên nhắc cho mọi người, video ngày hôm nay của mình là có một nhà tài trợ nha. Mọi người biết là ai không? Mọi người lại đây nè, mọi người lại đây Bill nói cho mọi người nghe nha. Là Bill đó. Cái thẻ credit card của tôi nha. No, là Bill đó mọi người. Bill là nhà tài trợ của mình. Cái này con tự bỏ ra tiền con mua đó. Người đâu? Vâng, lại đây, đem cho tôi một trái ớt chuồng. Nhớ nha mọi người, một trái ớt chuồng một ngày là một làn da đẹp hơn. Đừng có tin Bill nha mọi người, Bill thích nói láo lắm. Mình thấy làn da của Bill nào so với là làn da của chị Kim Anh nào? Dĩ nhiên, tao già hơn mày tới 40 tuổi. 30 mấy tuổi chứ? Ừ. 32 hả? Ừ, tao thở cũng đẹp vậy. Uh-huh. Mà đó là 1000 năm về trước rồi chị Kim Anh. Sau khi Bill đã ăn loài hai con mắt ra của Bill rồi á, thì là Bill còn thêm 4 trái này thôi. Bill nghĩ là Bill sẽ không ăn được hết 4 trái cho mọi người xem. Nên là ngày hôm nay là Bill sẽ chọn trong một trong 4 trái này để ăn ha. Thì bây giờ là mình sẽ bắt đầu chọn. Cái vàng ngon nhất. Đúng, mong nói đúng, cái vàng thì ngon nhất. Mà nhưng mà hôm nay là Bill cũng muốn tự thử thách mình để cho mọi người xem á, cho nó vui hơn ha. Nên là hôm nay là Bill sẽ ăn cái trái này cho mọi người xem. Ok, rồi. Cái trái này là cái trái vị gớm nhất đối với Bill. Look at me, girl. Vì Bill thương mọi người, nên là ngày hôm nay Bill đang ăn cái trái này cho mọi người. Nên là người xin đừng quên nhớ thương Bill bằng cách là subscribe và like video ngày hôm nay nha. Đúng không chị Kim Anh? Chọc đó mọi người, Bill rất là thích cái trái này. Vì ăn nó không á thì ngán quá, nên là Bill sẽ cho lên một chút ha mọi người. Bill sẽ cho ranch. Mọi người nghe cái tiếng đằng sau lưng Bill không?
đó là chị Kim Anh đang ăn cái trái này nè. Mấy đầu nói là no, I don't want to eat it. Oh, mom không muốn ăn trái này, mom không có thích. Mà nghe chị Kim Anh đang nhai rột rột làm sao lưng Bill kìa. Tại vì chắc thấy Bill ăn ngon miệng quá đó. Mom đừng có nhai. Bill rất là no rồi mọi người. Mom ra chỗ khác đi. Sorry mọi người, tự nhiên Bill muốn quay cái video để chào mọi người đó. Tự nhiên mẹ Bill đang đứng kế bên, Bill đang nhai rột rột. So rude. Thôi coi như Bill sẽ chấm dứt cái video tại đây nha. Cảm ơn mọi người đã tiếp tục theo dõi channel của Bill. Và Bill mong là mọi người sẽ thích cái book bằng ngày hôm nay. Bill mong là mọi người sẽ lấy cảm hứng của video ngày hôm nay và đi chợ để mua rau cải để ăn thêm nha. Tại vì sẽ rất là tốt cho da nè, sẽ rất là tốt cho tinh thần trong đây. Nếu mà mọi người muốn được cập nhật với những thông tin mới nhất về Bill đó, thì xin mọi người đừng quên theo dõi Bill trên Instagram nha. Bill sẽ để nó tại đây. Và Bill cũng ưa lên Instagram Live, nên nếu mà mọi người muốn tiếp tục theo dõi Bill á, thì mọi người xin đừng quên đây để coi Bill ha. Coi Bill lên live làm hề cho mọi người xem nè. Cho những bạn mà mới đây subscribe vào channel của Bill á, thì hi, how are you? Các bạn xin đừng quên ấn cái chuông ở dưới nha. Khi mọi người ấn cái chuông á, là mọi người sẽ được báo khi Bill post những cái video mới cho mọi người xem. Con nhìn giống thằng khùng thiệt ha. Cái này đâu có phải bình thường. Thôi bây giờ là Bill với mẹ Bill phải đi ngủ. Bây giờ là 8 giờ rồi. Nó là hai gia đình chúng tôi thức sớm ngủ sớm, thức sớm ngủ sớm nha. Tại vì mình là người lớn có trách nhiệm, chọc chứ không có một trách nhiệm nào hết. Nếu mà mọi người đang xem cái video này ban ngày á, thì Bill mong là mọi người có một ngày rất là bountiful, là một ngày rất là nhiều rau cải. Còn nếu mà mọi người chuẩn bị đi ngủ á, thì Bill mong mọi người ngủ ngon nha. Thôi Bill công nhận nhìn ba cái trái này đẹp thiệt. Đẹp dễ ok thương. Yes, very cute. Ok, thôi Bill sẽ hẹn gặp lại mọi người sau nha. Bye. Nó bắt cùng ra chào mấy em ra mấy mom, khi mà con bye là mom phải bye với con chứ. Bye. Mày nói một ký tao mới bye sao chưa ra tao chưa nói tiếng nào tao bye liền. Bye đi đâu? Bye lên trời. Bye, bye.